Xin chào các bạn. Video clip tiếp theo mình sẽ đi bằng xe Exciter này đến một địa điểm như mình đã nói ở video clip lần trước, thì một địa điểm rất là đẹp, thì cũng ở Nam Định mình thôi. Thì bây giờ mình sẽ đi và trải nghiệm để các bạn nhìn thấy những cảnh đẹp và những điều thú vị các bạn nhé. Các bạn đón xem những video clip tiếp theo nhé, sẽ có những điều thú vị gửi đến các bạn và mình cảm ơn các bạn nhiều. Bây giờ mình sẽ tiến hành lên xe và đeo lắp camera lên hành trình và đi đây, và các bạn sẽ đón xem nhé. Cảm ơn các bạn nhiều. Tí nữa mình sẽ đăng video clip lên, các bạn sẽ đón xem nhé. Chào các bạn.